toán hay rủi vì cái chiết khấu thương mại nó hoặc là chương trình qua số số nó mà cái mê rủi thường nó sẽ gắn liền với nhau ấy. Nó sẽ phải khai báo với lại bên công thương hoặc là sở công thương với những cái chương trình mà cái phần trả thưởng nó dưới 100 triệu một chương trình ấy, thì không phải khai báo, nhưng mà đại đa phần thì anh phải khai báo, còn nếu mà anh không khai báo thì anh bị phạt rất là nặng. Nên những cái chương trình khuyến mại thì các bạn sẽ thấy nó ở các doanh nghiệp lớn, như là Thế Giới Di Động hoặc là Điện Máy Xanh hoặc Tiki, bạn thấy nó rất là nhiều thì nó đăng ký thường xuyên. Các bạn có thể tham khảo cái nghị định 81/2018 quy định về chương trình quay sổ số hay là chương trình mà chi cục thương mại. Cái này nó hơi phức tạp một chỗ là thực tế cái doanh thu bán hàng bao giờ nó thực tế nó cũng lớn hơn doanh thu kinh tế, cho nên là khi đăng ký chương trình này thì cũng phải cân thuế rất là nhiều vì phải xử lý đầu vào đầu ra mà. Chẳng như là doanh thu của anh gần 100 mà anh khai báo thuế chỉ có 10 thôi, thì bây giờ anh quay sổ số thì khách hàng tăng vốn thì anh xử lý làm để cho lợi nhuận lại thuế thu nhập nó cân đối đó. Còn cái phần của chị Thủy nhé, có gì để tối nay hoặc ngày mai em gửi cho chị nhé, nó là cái phần chi tiết hơn của cái nghiệp vụ kế toán xuất nhập khẩu. Kim Chi, em có câu hỏi gì không? Không ạ. Chị khuyên chị thấy là cái thanh toán này thì chị hiểu được logic chưa? Riêng chị là em chỉ cần chị hiểu được mà cái khẩu quyết nợ 1268 có 3457 chị ốp vào bảng cái nó phát sinh là được, riêng chị luôn. Bởi vì là chị vai trò của chị là chủ doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thì mình hiểu quy tắc luật chơi của cái môn kế toán này là ok rồi. Còn các bạn còn lại thì các bạn làm nghề kế toán thì các bạn sẽ cần một sự chăm chỉ hơn. Mình là góc độ là quản trị, học để biết rằng sau này mình có bỏ cái sự nghiệp mở công ty thì mình sẽ làm như thế nào. Đấy là cái cách để mua để gọi là tiêu hóa cái môn kế toán giai đoạn đầu, chứ nếu ngay từ đầu mà đã làm thì học sau nó rất là nản. Đọc thông tư nghị định cái là bú xuống luôn đấy, bởi vì thông tư nghị định là thật sự là nhức cả đầu, cho nên là cái này còn đang đơn giản thì mọi người cố đi trên góc độ này. Cái chạy câu hỏi sau này chạy như là chị ơi mình đi buôn mỹ phẩm mình tính lãi cái điều gì, thanh toán điều gì đấy, xong mình chiết khấu cho khách như thế nào, khách nó thấy sản phẩm của mình hoặc mình bảo quản sản phẩm nó sắp hết hạn thì mình bán như thế nào, mình thanh toán như thế nào. Sau này thì cứ nắm vào túi tiền của mình xác định là nếu mà mình hiểu được sai mức toán nhiệm vụ thì mình sẽ phải chịu lỗ, học nó rất là vào, cứ đánh vào kinh tế là vào đấy. Đây lời khuyên nha, thì mình cũng học trong tình trạng đấy mà mình học rồi mình làm kế toán mình làm công việc cho mình ra nhiều khi mọi người học nó hơi cũng buồn một nhưng mà cứ động đến tiền hay động đến túi tiền của mình cái là mắt sáng lên lắm. Nên kiểu gì sau này mọi người cũng sẽ có công việc thứ hai rồi, kế toán trưởng giám đốc tài chính ấy, thì cái nghề chính của họ đúng là kế toán thật. Sau khi mà đã gọi là đắc đạo học ngộ đạo, ngộ đây là ngộ ấy, môn kế toán này đã lên được cái gọi là tầng gọi là cái level cao nhất rồi ấy. Không tính những cái bằng cấp nước ngoài nhé, thì họ sẽ có những cái job, cái công việc riêng và sẽ góc độ của họ là trên góc độ của người khởi nghiệp. Như là con người ta chỉ một mở quán cà phê này, mở quán cà phê vẫn làm kế toán ở công ty nhé, hoặc là mở bảo cái dịch vụ mới thường là tiêu thụ người ta gọi đi gọi vốn, gọi vốn kinh doanh. Thì khi mà đi gọi vốn kinh doanh muốn nói chuyện với người có tiền, bạn càng hiểu về tài chính bạn nói chuyện người ta càng muốn, người ta càng thích chỉ số này chỉ số này sẽ lợi được bao nhiêu phần trăm. Thì có thể là mọi người thấy kế toán nó nhạt nói nhưng mà không, nó là một cái mắt xích không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và thậm chí là chính bản thân mỗi người sau này, mọi người đâu có ai làm kinh doanh chẳng đó. Thế thì hôm nay mình sẽ dừng buổi họp tại hôm đấy nhé. Chào mọi người nhé. Hey, là thầy ạ. Chào Kim Chị, chào chị Khuyên, chào chị Thủy nhé. Chào chị nhé. Chào mọi người. Dạ, chào thầy nhé. Rồi, chào chị Hằng ạ.